Rồi, xin chào mọi người quay lại với kênh YouTube Tạc Hà Linh. Nay sẽ là clip tiếp theo mình quay về em rùa núi vàng baby mới nở nha. Kiểm tra kỹ thì là em ấy ăn mỗi rau bí thôi. Rồi bây giờ mình sẽ dọn cái chuồng này để cho em ra một chỗ mới nhá. Đấy. Vẫn còn hơi nhăn nhát. Ok, sang nhà mới nào. Đấy. Đấy. Cái rốn ở bụng vẫn còn hồng hồng. Vẫn là cái mặt trắng chân tay đen. Đấy. Super cute. Thừa một miếng mai nhưng mà vẫn cute chán. Đấy. Nằm gọn lỏn trong bàn tay. Rồi vào đây. Đấy. Giờ thử là thử miếng. Đây là miếng dọc mùng này. Hôm nay thử đồ ăn mới xem ăn dọc mùng không nhá. Đây là em ốc. Đùa cho con to này vào ăn hết chắc lớn nhanh lắm. Nhưng mà còn lâu mới cắn được cái vỏ. Này mình cho vào trang trí đó. Còn mấy em này mới nở hay là nhỏ ấy, hay bổ sung đạm nhiều. Ví dụ run hay là ốc nhỏ là cái điều hiển nhiên rồi. Để xem em ấy có ăn không nhá. nhìn thôi. Cho đến thời điểm hiện tại là không ăn, em ấy không ăn, trời ơi. Vẫn nằm nguyên một tư thế nhìn con giun đang bò rất là chậm rãi. Vâng, anh nhất quyết không ăn và đã quay đầu bỏ đi. Rồi, thôi. Coi như là không ăn rồi. À, lát nữa là mình còn có màn ngâm nước ấm nữa nhá. Để xem em ý mấy hôm mới có ăn ị cái gì không. Vâng, nhất quyết là không ăn mọi người nhá. Chắc là phải đợi lớn hơn tí nữa thì mới có. Gọi là có sức để ăn đồ đạm này. Giun ốc này. Thì mình sẽ update dần. Bây giờ mình sẽ cho rau muống này, thử rau muống. Đấy, thử rau muống mà xem nào. Có xi nhê gì không? Đây là... Chưa. Đấy. Đây là lúc mình đi đây. Mình đi đặt máy quay tự động là... Úi trời ơi, bà ấy ăn rau muống gọi là khủng khiếp luôn. Đấy. Đấy, cái màn này gọi là màn đấy, rất là độc này. Đấy, một em rùa mới nở ra là mọi người chỉ có mong muốn như này thôi. Ăn khỏe, ngủ khỏe nhá. Rau muống này, rau muống sạch đấy. Rau muống quê ra đấy. Trời ơi, nhìn thích quá. Mình ở đấy trực tiếp thì em ấy hơi e dè. Nhưng mà đi là vẫn sơi ầm ầm đây. Đấy. Gần hết rồi. Rồi, tiếp đây. Không ăn không ấy á. No rồi. Rồi. Cho mấy to vào thì ăn 1-2 miếng. Rồi. Ok. Thôi, bây giờ cho đi ngâm nước ấm. Sau cái thời gian tự động để đấy là ra được 2 cục.
thế là coi như là mọi chuyện là ok rồi đấy. Rồi mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube và chia sẻ giúp mình nhé. Kênh YouTube Phạm Hà Linh. Rồi xin chào mọi người.